chào tất cả mọi người đã quay trở lại với món đắng cay cuộc đời của em đấy. Em chết cười ra đấy. Đắng cay. Ui giời. Ấy đắng cay cuộc đời. Cái gì đấy? Thơm quá đấy nhỉ. Xong rồi cho cả lá gì vào đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cành xoan. Xoan mày bị rồ mà cho xoan vào đấy? Xoan mày không biết ăn chết người à? Chết người, dê ăn suốt. Dê ăn nhưng mà người không ăn được. Còn cái lá gì đấy? Lá ổi. Mày bị rồ à? Cho nó chát. Đắng cay cuộc đời nó phải chua chát các kiểu chứ. Hello. Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với Tamao TV. Và ông chị Tamao. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ đi chế biến một món khá là ngon. Món này nội tạng. Nội tạng bò. Món gì? Dạ dày. Nội tạng phân à? Nội tạng dạ dày ấy. Dạ dày. Dạ dày, dạ mỏng. Ăn ruột thừa ngon. Ăn ruột thừa. Ruột thừa người ta cắt, người ta vứt bỏ chó. Chó, dù chó nó có mà ăn ấy. Rồi, giờ hôm nay tôi sẽ đi mua. Chứ để thằng Mao định đi mua nó kéo về hỏng hết cả dạ dày. Đi xuống thì anh đi mua. Thế đi, xong anh phải cho em nấu nhé. Mày nấu, mày nấu ăn được không? Rồi, riêng cái phần nội tạng phân phiếc. À không phải, nội tạng nhiều ruột chiếc. Các kiểu em áp ủn phân phiếc. Rồi được, tao sẽ đi mua về cho mày nấu. Bán cho cháu ít dạ dày này. Cái này, cái này là dạ dày hay cái gì đấy? Dạ dày. Đây, cháu rớt chỗ này. Cháu màu nó nhiều thế. Nó nhiều thì ăn nó mới béo được. 1 cân. Nó tiền ạ? 60.000. Bán cho 2 cái đồng chú rồi. 60.000. Cái mít đơn đây. Đây tất tất tất. Ôi giời, nhiều thế. Nhiều ăn mới cay. Đã mổ. Chín ạ. Bao nhiêu? 30.000. 20.000, có mỗi 20.000 thôi. Thế cho nó nợ. Bao nhiêu nợ? Không có tiền thì chẳng nợ. Cái miếng gì?
hình như kiểu cái gì đâu nhả ấy. Em nhớ đâu nhả. Nó dẫm chân. Ăn hết. Cái gì? Không được. Cái bàn chải. Chải cho nó sạch. Đông ta là cái nụ này. Mình ăn hết cái nhả ta. Cũng sạch hay mình dẫn này thì cái chân mình đập nhé. Mình dẫn này nó mềm không được đấy đợi ta. Quả này nó mềm này. Này dài một xu này ai mà ăn được. Cái gì mà sợi dai đấy nhỉ? Ôi, cái này gì là cái gì mà sao nó nhìn như cái gì đâu bàn mà dai như dải chó ấy nhỉ? Mình cho nó ớt vào mình dãi cho nó. Siêu cay. Ui siêu cay luôn. Còn phải ướp nhé. Đâu nó rồi. Cay thì mình sẽ làm một món siêu đắng cay cuộc đời. Được đấy. Đi kiếm cái gì đắng đắng cay cay hết á. Cái gì đắng hơn không nhỉ? À, lá xoan, sao bảo đắng như lá xoan. Xoan. Quá. Vị. Thôi rồi. Vị một số. Là món ẩm thực ngon khó phết ạ. Chẳng chết mệt. Lá xoan này, lá đào. Đi. À, cho thêm mấy quả. Quả xanh nữa là cho nó chát xít. Okay.
cay. Đủ đắng cay cuộc đời luôn nhé. Chê mình đoạn. Đủ. Trời quá. Chọn đây. Chọn út vịt không nọ. Mm-hmm.
rồi. Rồi gọi. Đã lên xong mọi ca đến với tử tí. Xong rồi. Mày... Đời thì nó chín lên nó. Mày nấu món gì đấy? Ăn thay cuộc đời. Ăn thay cuộc đời là món gì? Món này, món đặc sản của em mày không hiểu. Mày liệu tin tưởng đâu mày tí ra tao. Em sao thì đang nằm gọi suốt rồi, ăn thay cuộc đời. Mày tí không ăn được thì mày... Không ăn được, chặt đầu em đi. Chặt đầu em ở đầu bóng. Cái gì? Tự tin nhỉ? Không ăn được, cắt tin nhá. Chặt đầu đầu bóng. À, được, được. Ôi thôi được. Tạm đang bận. Chém mất chế sử. Kệ cho mày. Xem phim gì bọn nó kể chuồng nhá. Phim này chỉ có ta đây mà. Ê thằng ta đang kiểu mông rồi. Mông cái gì. Thôi không xem nữa. Ông tôi tắt này. Ai đang xem nó kể chuồng của mông á. Thôi không xem được. Phim này mày xem nào được. Để im đi xuống đi để tao còn làm việc. Việc mày đang xem phim mà nó kể chuồng. Đi xuống đi. Chị con biết cái gì? Chị con cứ ở xem xiếc. Ai xa, khói xiếc là chất chí hả? Hắc thích à? Mùi ghê vậy trưởng à? Quán này hỏng rồi, quán này chỉ đi ma đại ca ác phải thôi. Đêm cho ăn, cho mà đại ca ăn. Thế đâu mà đại ca lại ăn lá xoan. Tại sao ăn? Đi lên cho mà đại ca ăn. Gọi là dạ dày hay là gì? Phân lượng đầu lá xoan. Nó đi cho mà đại ca chén. Mời đại ca chơi. Không phải chơi chết đâu, ra đây mà chơi món đặc sản gì ạ? Nó xong rồi ạ? Xong. Nó xem nào. Quá ngon luôn. Cho ra ngoài này cho nó. Gọi đấy, gọi cho cổng đấy. Cho ra đây cho nó rộng nào. Cái món đắng cay cuộc đời của em đấy. Em thiết kế ra đấy. Đắng cay. Ui ơi. Đấy, đắng cay cuộc đời. Cái gì đấy? Thơm quá đấy nhỉ. Xong rồi cho cả lá gì vào đấy? Cái gì đó? Cái gì đấy? Cành xoan. Xoan mày bị rồ mà cho xoan vào đấy. Xoan mày không biết ăn chết người à? Chết người, dê ăn suốt. Dê ăn nhưng mà người không ăn được. Còn cái lá gì đấy? Lá ổi. Mày bị rồ à? Cho nó chát. Đang cay cuộc đời nó phải chua chát các kiểu chứ. Đâu để tao xem nào. Xem mình nấu kiểu gì đấy. Tao bảo là nấu siêu cay cơ mà. Đây là siêu cay à? Siêu cay siêu đắng. Ôi dồi ôi, phí phạm không. Bao nhiêu cái nơi rõ ngon cho mày lại làm thế này. Đây là chẳng ngon à. Ôi, mày cho lá xoan vào làm gì? Trời ơi cái thằng. Thế mày ăn đi. Đáng cay cuộc đời đấy. Mày ăn đi. Anh ăn đi. Mày ăn đi. Không. Mày nấu mà. Em nhìn. Ăn đi. Kinh kinh. Kinh kinh. Món này là món kinh kinh khủng. Bẹ. Còn cái gì nữa? Ôi dồi. Lá đào. Quả gì đây? Ổi. Sao lại cả quả ổi? Cho nó chát. Chứ mà khi anh chán ổi chua đấy. Chứ mày sao mày không đút luôn cả cứt ra đấy? Người ta trừ cả. Anh bẩn vừa đi. Người ta trừ cứt về lá xoan, mày cho lá xoan vào đây, mày cũng cho nốt cả cứt vào. Cho nó đủ bộ. Cắn nước điếu nữa chứ. Trời ơi, thôi phí cả cái kia của tao rồi. Ngon thế đây mà mày. Quài mà khi nấu thì khác chị em cần cho chó ăn. Cay thật, không như vẫn ăn được.
Ăn được không? Mày cho lá xoan vào đây không? Cái cho nửa được. Nửa gói muối. Nào cá mặn. Mặn rồi đấy. Ôi. Đấy là cho ít đấy, em cho nhiều nước này. Đáng nhiên em phải cho một gói muối nhưng mà em cho có nửa gói thôi. Tao chịu, đấy mày đi mà ăn. Đấy, ăn đi. Ăn đi. Quay, mọi khi làm toàn món đấy. Cho chó ăn. Đi mà ăn. Em nấu cho thế này là ngon nhìn váng đỏ phết này. Đi mà ăn. Tao chịu. Mày làm hỏng cả nồi đặc sản của tao. Này. Mình thấy đại ca đi kiết. Mình mới lấy răng tay cho ăn này. Cho khỏi cho xít đít mà. Chửi mình. Thế sao đừng hỏng nấu ra nữa. Cho ổi vào cho nó xít đít. Nhưng mà nhìn cay thật. Mình nấu rõ lâu mà vẫn dai thế nhỉ. Dạ. Dạ cho nó mềm mềm cho đại ca ăn. Được nhỉ. Ra cái giường ạ. Ui. Đây là hàng. Bà kia bán hàng giả rồi. Đây là nhựa rồi. Ngày mai đại ca ngu đi mua. Mua giấy lau hay nào ấy. Mày làm. Mày vừa giã cái gì làm gì ấy. Anh mua không phải thịt. Mày không biết cái này là cái dạ dày. Mày không biết. Dạ dày mà lông này. Đây, em hầm nửa tiếng rồi mà vẫn thế này. Đây là anh ngu. Anh đi mua cái lau chân. Cái người ta đi vào nhà người ta lau chân. Vô va vô vẩn. Mày trời, chưa ăn món này bao giờ à? Hả? Bị người ta lừa rồi. Lừa cái cục cứt nó lừa mày. Cho em lừa hầm tao. Nửa tiếng mà nó vẫn dai mít này. Dai là nó mới ngon. Nhìn ừ. Ngon như thế này. Rồi ôi, mày nấu như thế này thì có chó nó không thèm ăn. Chó không ăn. Ừ, ngon. Nếu mà ăn được thì anh ăn rồi. Ôi rồi ôi, ăn được nhưng mà đây, mày nấu này. Thế nào? Này, lá xoan này. Này. Lá xoan cho anh ăn được ạ. Lá ổi này. Lá ổi anh. Này, quả ổi đâu? Ôi trời. Đây này. Em thấy anh bị đi kiếp thì em mới cho lá ổi với quả ổi vào chứ. Tao là chó mà đi kiếp. Chó mà đi kiếp. Chạy chạy đi. Đưa tao với quả ổi cho mày ăn. Ăn ổi cho xít đít cho nó. Đỡ bị đi kiếp. Sáng đi từ cả sáng. Tí nữa bắn pháo hoa chân mù mắt chó. Vớ va vớ vẩn. Mày nấu như thế này phí. Mày biết 60 mấy nghìn của tao không? Hả? Thế ai lộng mày ngu. Ngu cái bụng ấy. Đây là thuốc đắng da tật anh ăn đi. Tao nhét mổ mày vào đây. Tao mới xuống đi xem chó nó xem ăn cái ẩm thực của mày không. Để đấy mà ăn phí. Phí, mày ăn đi. Em có bị bệnh đâu, anh bị đi kiếp thì em mới phải ăn đắng chát chứ. Vâng. Đi xuống đây tao cho mày xem chó nó xem ăn không. Đi. Đi. Nào. Đây, mày sang đây xem chó nó xem ăn không. Anh phải chưa ăn một miếng thì anh chưa bệnh nhá. Bệnh cái cục cứt đấy. Anh mày xem chó ăn không. Này nhớ con chó nhớ quần đấy. Xón cái cục cứt đấy. Xón. Mày xem chó nó ăn đâu nhá. Ôi đừng có. Mày mất cái này ăn đi. Mày có bị kiên lị đâu mà anh cho nó ăn. Thì tao bị kiên lị à hả? Tao là chó mà tao bị kiên lị. Anh phải đi kiếp từ sáng. Hả? Sáng cái cứt đấy là đi gì hả? Đi ở sẽ đi kiếp à? Mày nấu thế này chó nó không thèm ăn. Mày biết lá xoan chó ăn nó còn chết không? Người. Chết thì khỉ. Chết thì dê ăn phốt. Dê khác, chó khác đây. Có mà ăn. Đây. Mày xem chó nó thèm ăn không? Nào. Đều ra đây. Anh mua những cái gì lâu hay nào? Em đây. Thấy chùi. Đây, ăn đi. Đây, ăn đi chứ. Ăn đi sao? Đây, cho mình miếng rồi. Đấy, thì ăn đi. Phí, để lại một miếng mà chưa bệnh. Bệnh, cho đạp cho phát đi rồi bệnh. Anh bị đi kiếp. Thấy chưa, mày nhìn thấy chó không thèm ăn không? Hả? Cả lên nói chuyện anh em vào nhà. Ừ. Sao? Bây giờ tao cho chó nhầm ăn, cho ra cho lợn cho ăn không? Đi! Ăn ngay! Đây xem lợn thì ăn không? Ăn ngay!
Rồi mẹ vào đây. Tí nữa tao cho lên tao cho bò ăn thử trước xem. Bò nó ăn cỏ chứ ăn cái này à? Bò nó ăn cỏ chứ. Thấy chưa, mình nhìn thấy nó xem nó có ăn không? Anh nhìn chúng nó bẩn đấy. Bẩn. Đấy nhá, mày nhìn thấy chưa? Bò không thèm ăn nhá. Bây giờ đi sang chuồng lợn xem. Nó ăn không? Ăn ngay. Nào, ăn đây xem nó ăn không? Ăn ngay nhưng mà nó không bị chết đâu mà cho nó ăn. Đây. Lợn mà không ăn nữa thì không một cái giống gì nó ăn nữa nhá. Cháu tí nó chết lợn là được thịt lợn. Chết lợn. Nào, cho nó ăn được nhá. Có khỉ. Ôi đấy, nó chỉ có liếm thôi. Cho nó ăn không? Ăn nè, ăn rồi. Nào, tí chiều chết lợn là tao luôn. Chết lợn là được gì? Tao thịt luôn cả mày. Lại có lợn siêu cay. Siêu cay của mày đây này, đây siêu đây này. Ăn đấy, anh trả ra, anh trả ra mà ăn này. Nào, cầm đây. Rồi, ăn đi. Ăn ngay, tìm ăn ngay hôm nay. Nào, xem nó ăn không. Ăn ngay. Nào. Chanh nhau này ạ. Chanh cái cục cướp đấy. Mày ăn rồi mày chết rồi ạ. Ăn đi, chết rồi thịt. Ôi. Mẹ, lợn ăn bảo anh ăn. Anh bị đi kết em phải nấu chán đắng chát chát cho mà ăn. Ra mẹ chiều chết lợn nhà tao, mẹ cha bỏ chết lợn nhà tao. Anh chịu. Mày thấy chưa, nó ăn cái gì nó liếm từ lúc này, ra được miếng nào không? Đi ra. Nó không có răng ấy, nó bẩn rồi thì anh rửa đi mà. Ăn miếng mà chưa bậy. Tao đạp cho mày phát bây giờ đấy. Đây là miếng dạ dày bò. Bị thằng Mao Đệ nó nấu hỏng rất là ngon. Nấu hỏng đấy, miếng dạ dày bò cực ngon. Ngon như cái rể lau. Chả thế. Rể lau cho phát bây giờ đấy. Đây, mất 60.000, 70.000 của tao rồi. Đấy, thành cái miếng gì nữa đấy. Bây giờ thì nó thành không như bằng cái rể lau rồi này. Mình nhìn thấy ngon không? Nơi mà mình nấu cho lá xoan rồi thì ăn. Người ta có câu là bảo trừ cứt với lá xoan. Mày cho lá xoan mà không, mình cho nốt cứt vào cho nó đủ bộ. Anh ăn cứt được à? Thế đạp anh bảo cho cứt vào. Thôi, tôi kết thúc clip này ở đây đây. Hí mất miếng dạ dày bò rất ngon. Thì ăn đi, chữa bệnh luôn. Anh đi kiết thì ăn đồ đắng chát à? Anh em không nên học theo Mao Đệ Đệ nhá. Lá xoan không ăn được đâu. Chết người mày. Chữa bệnh. Anh em thấy hay nhớ like, share và comment những ý tưởng bên dưới nhá. Lần sau mình nấu món ngon mới được. Suốt ngày ẩm thực vứt bỏ thế này, chó không thèm ăn. Này không ổn. Nhớ lợn nó chả được ăn. Lợn nó liếm. Nhớ đăng ký vào chuông bên cạnh nhá. Bye bye anh em nha. Anh em mời quân đội lên đầu. Nào, nào. Không. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó,
Đó. Đó. Sau khi mua về, mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688, mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.